Xin chào tất cả các bác. Hôm nay là chủ nhật thì hiện tại tôi đang ở dưới cái khu vực Nhân Trạch đấy. Thì hôm nay tôi đi khảo sát một cái dự án ở dưới này. Thì tranh thủ thì tôi đi qua một cái rừng gọi là cái rừng cao su. Và đây chính là cái hình ảnh mà các bác có thể dễ dàng và thường thấy nhất khi mà các bác đi về vùng Nhân Trạch. Và những cái dự án mà đất đai này, những dự án khu nhà ở mà các bác xem trên video của tôi ấy, đều từ những cái cánh rừng cao su này ra cả. Có nghĩa là họ đốn những cái cánh rừng cao su này và tạo ra những cái khu dân cư cho các bác xem và cho các bác ở. Thì cái phía bên trái này các bác này, cái phía mà các bác đang nhìn thấy đây này, đó chính là một cánh rừng cao su. Thì cánh rừng bên cao su bên này ấy, thì nó đã gọi là không còn thu được mủ nữa. Vì sao nó không còn thu nữa? Có nghĩa là cái mủ này các bác này, cái thân cây của nó này, nó đã sần sùi hết rồi và người ta đã cạo lên đến tận ở trên cái trên kia rồi. Có nghĩa là cái cây này nếu mà bây giờ người ta lấy mủ với cái cây này ấy, thì năng suất rất là thấp. Có nghĩa là sắp tới thì người ta sẽ đốn hạ hết để thu hoạch gỗ và làm cái khu dân cư. Và cái khu rừng mà chúng tôi đang quay cho các bác xem ấy, là nó nằm rất là gần khu Đông Sài Gòn, đối diện khu Đông Sài Gòn luôn. Và bên khu Đông Sài Gòn thì vẫn còn rất là nhiều cánh rừng như thế này, và tương lai sẽ đốn và lấy gỗ hết. Còn cái phía bên này các bác này, đó chính là một cái rừng cao su mà cũng mới khoảng tầm 5 năm tuổi thôi, tôi nghĩ là như thế. Và hiện tại là người ta đang khai thác mủ. Và hiện tại cái mùa này người ta đang khai thác mủ nhá. Và đây chính là cái mủ cao su nha các bác. Thì trước khi mà chúng ta xem cái mủ nó là gì thì các bác xem các cái đường cạo của nó này. Đấy, người ta cạo đấy. Đó, người ta cạo xuống như thế này. Và mủ cao su nó sẽ chảy xuống đây. Sau đó sẽ chảy vào trong cái rỉa này các bác này. Đây là cái rỉa của người ta này. Đó, sẽ chảy vào trong cái rỉa này. Thì các bác biết cái mủ cao su này là khi nó cạo ra thì sẽ có cái nó lỏng nhá. Nhưng mà để chặt là nó khô các bác ạ. Khô nó quấn lại và các bác nghỉ đấy. Là nó giống như cái sợi cao su luôn này. Các bác coi này. Thấy chưa? Nó như cái sợi cao su luôn á. Đấy. Đây các bác thấy ai không? Đây là cao su đấy. Nó cảm thấy rằng là cầm rất là thích tay. Các bác cảm thấy là cầm rất là thích tay này. Đấy. Các bác thấy không? Hay không? Đấy. Đó, cái sợi của các bác này. Cái sợi cao su đây. Hay không các bác? Đó. Thì đây cái cao su này là nó là có những cái tác dụng như là làm nệm này, rồi làm lốp xe này, rồi làm các cái kiểu mà đồ gia dụng của chúng ta, trong cuộc sống của chúng ta hầu như đều sử dụng cao su rất là nhiều. Thì hiện tại thì giá cao su đang xuống rất là thấp các bác ạ. Nhưng mà tương lai nếu mà thế giới bất ổn này, có chiến tranh này, đó, hoặc là thời tiết nó bất ổn, hoặc tình hình kinh tế bất ổn đấy, hoặc là có xung đột vũ trang này nọ, thì cao su ấy là nó sẽ là rất là đắt tiền. Nhưng hiện tại thì do nhu cầu thế giới đang còn ít cho nên là không đắt tiền mấy. Đó thì đây các bác thấy không, cái đường mủ của người ta này. Wow. Đấy thì người ta kéo nhá, người ta cạo hết cái này, sau đó người ta cạo lên như thế. Lúc nào mà cạo hết toàn bộ thân cây mà nó sần như thế này là không còn cạo được nữa. Đó. Đấy thì tôi chia sẻ cho các bác vui là như thế thôi, để xem khám phá một cái cây rừng cao su là nó như thế nào. Đó các bác thấy không? Đấy, người ta trồng thẳng như thế á, rất đẹp đúng không? Thẳng thớm luôn. Đấy, nhìn qua hướng bên này một cái góc này thẳng này. Bên này góc thẳng này đúng không? Đây cũng là thẳng luôn này. Đấy, người ta xây xen kẽ như thế. Rất là hay. Đấy thì đây chính là cái nền tảng của bất động sản của Nhân Trạch các bác nhá. Cái rừng cao su này á, chính là cái nền tảng của bất động sản Nhân Trạch. Vì ở Nhân Trạch thì chủ yếu là trồng cao su rất là nhiều, đặc biệt là khu vực Đồng Nai trồng cao su rất là nhiều. Và sau này là khi mà nó không còn khai thác nữa thì sẽ bị đốn đi và trồng lại từ đầu, chứ không thể khai thác suốt cả cuộc đời được. Hình như là một cái cao su này có thể khai thác tầm khoảng 15 đến 20 năm các bác ạ. Là người ta sẽ đốn đi và trồng lại từ đầu. Đến khoảng 3 đến 5 năm tuổi thì nó bắt đầu cho khai thác lại. Tôi đoán là như thế. Đấy thì vì sao tôi chia sẻ cái video này? Để mà tôi giới thiệu cho một số bác biết cái nền tảng của bất động sản Nhân Trạch nó là như thế nào. Đặc biệt là bất động sản ở Đồng Nai, khu vực cũng rất là nhiều. Đồng Nai phải nói là một trong những cái vùng mà trồng cao su nhiều nhất. Đồng Nai, Bình Phước trồng nhiều lắm. Đấy,
Thì thế thôi. Mong các bác thấy thích cái video này thì các bác có thể đăng ký kênh ủng hộ chúng tôi nhé. Đây là chuyên mục khám phá và tìm hiểu mọi cái vấn đề trong cuộc sống của chúng ta, rồi bất động sản các kiểu nữa. Wow, đây cao su đây. Nói chung cái mùi của nó hôi lắm các bác ơi, hôi cực kỳ luôn. Ngửi cái mùi của nó giống như cái mùi mà các bác lấy mấy cái dây cao su ấy, dây cao su vàng vàng ấy, dây gọi là dây nịu ấy. Đấy thì ngửi cái mùi nó cũng hôi hôi hơn cái loại gì đấy. Nó không có hóa chất nhưng mà cái mùi hôi giống như cái mùi nước đái của chúng ta, nước tiểu của chúng ta đấy. Ok, bây giờ chúng ta đi ra nhá. Đấy thì khám phá cánh rừng cao su là như thế thôi, không có gì hết á, thế thôi. Cảm ơn các bác, nhớ đăng ký kênh ủng hộ chúng tôi nhá. Thêm một lần nữa, cảm ơn các bác rất là nhiều.